Hello các bạn, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Thu Anh Tarot Reader tại Magic Shop, cửa tiệm chữa lành tâm hồn. Mình ở đây để trải những trải bài chung và cùng bạn trò chuyện về tâm linh, vũ trụ, bản đồ sao và tâm lý học. Các bạn có thể đặt lịch xem trải bài với mình. Hiện giờ thì mình chỉ có xem bài trà về phát triển tâm linh qua fanpage Tự học Tarot cùng Thu Anh. Đặt lịch xem là số chiêm tinh của fanpage chiêm tinh cổ học, hoặc là đặt mua những vòng thạch anh đồ phong thủy với mình qua fanpage tiệm phong thủy của Thu Anh. Tất tần tật link mình để phía dưới phần mô tả. Rồi, hôm nay thì trải bài là mùng 8 tháng 3 có ai tặng hoa không? Trải bài này không nhất thiết là dành cho các bạn gái, các bạn nam cũng có thể xem. Có thể là xem theo kiểu mình đi tặng hoa ai đấy, thay vì là ai tặng hoa mình. Nói chung là sẽ có điều gì thú vị xảy ra trong ngày mùng 8 tháng 3. Thì mình sử dụng hai bộ bài, đấy là chiêm tinh, Oracle chiêm tinh và Tarot 18 cộng, để mình miêu tả người, cái người mà sẽ tặng hoa cho bạn, hoặc là cái người sẽ mang lại bất ngờ cho bạn trong ngày mùng 8 tháng 3, và cụ thể cái bất ngờ đó là gì. Rồi, để chọn tụ thì sẽ có 3 cái vòng tay như sau. Tụ 1 là vòng tay thạch anh tím nhạt. Đây. Tụ 2 là vòng tay đá ngọc bích đỏ, và tụ 3 là đá thạch anh xanh lá aventurine. Ok, các bạn chọn tụ theo sở thích, theo màu sắc. Đấy. Còn công dụng thì mình sẽ chỉ nói qua công dụng thôi, chứ mình sẽ không có gắn công dụng vào trải bài. Công dụng tụ 1 là thạch anh tím là mang đến cảm giác an toàn không đúng lắm, mà là yên bình. Bạn nào mà hay lo lắng bồn chồn thì luôn nên đeo thạch anh tím trên người, thì sẽ giúp bạn cân bằng, bình tĩnh trở lại. Hoặc là thạch anh tím còn giúp bạn tỉnh táo khi mà bạn phải đi nhậu á, bạn uống rượu, bạn tiếp khách á, mà bạn không muốn bị quá chén, bạn không muốn bị say quá quên lối về. Đấy. Nhất là với bạn nữ thì bạn hãy mang thạch anh tím trong người. Và bạn nào có vấn đề về giấc ngủ, khó ngủ thì cũng nên để đặt thạch anh tím ở đầu giường. Rồi đến ngọc bích đỏ nhá. Ngọc bích đỏ thì có liên kết với luân xa gốc rễ. Cái loại đá này mình hay dùng cho những ngày mà mình lười. Khi mà mình bị lười ấy, thì mình sẽ dùng ngọc bích đỏ để kéo năng lượng lên. Nhưng cái đá này cũng rất hay, đấy là khi mà bạn bị tăng động, bạn bị thừa năng lượng, thì cái loại đá này nó sẽ kéo cái năng lượng của bạn xuống. Tức là đá này ấy, mục đích không phải là kéo hay là thêm năng lượng, mà mục đích là cân bằng năng lượng thừa và thiếu. Rồi tiếp cuối cùng là thạch anh xanh lá aventurine. Đây là cái loại đá mà khá được bán chạy thời gian gần đây. Đấy, thời gian trước nhất là các bạn học sinh sinh viên mua để học sinh nhé, mua để thi cử, để chuẩn bị cho thi cử. Có hai loại này này, ngọc bích đỏ và thạch anh xanh lá. Ngọc bích đỏ là mua dành cho bạn nào mà bị lười, không có nhiệt huyết, không có động lực để học. Và thạch anh xanh lá ấy, là giúp cho mang đến may mắn cho các bạn trong phòng thi. Và thạch anh xanh lá cũng giúp các bạn cân bằng, giúp các bạn bình tĩnh. Đấy, trong phòng thi thì các bạn nên đeo những loại đá mang tính may mắn như thạch anh xanh lá, và những loại đá mang công dụng bình tĩnh, tĩnh tâm. Như là tím và xanh lá, bạn có thể mang cả hai vào cũng được, không thành vấn đề. Mang loại nhỏ thôi, bạn không nhất thiết cần để cả cái hũ đá, trụ đá to đùng trên bàn thi của các bạn đâu. Đấy, bởi vì trong phòng thi thì chúng mình cần cái gì? Chúng mình cần sự bình tĩnh. Kiến thức thì đã học rồi đúng không? Kiến thức học rồi thì trong phòng thi chỉ cần bình tĩnh thôi. Còn may mắn á, thì thật ra là may mắn là may mắn trúng tủ à hay là sao? Bởi vì thì đề thi thì cũng đã được làm xong rồi. Dù bạn có may mắn mang đá may mắn vào thì đề thi cũng đã thế rồi, cũng không có thay đổi được đề thi đúng không? Đề thi đã ra có khi từ trước đến một tháng rồi. Thế nên tốt nhất là đem loại đá mang tính bình tĩnh, bình tâm, cân bằng vào. Ok. Rồi, thì sau khi các bạn chọn tụ xong thì xin phép vào tụ 1 luôn nhé.
Hello, các bạn tụ 1, các bạn là những người chọn vòng tay thạch anh tím và mình sẽ để đồ vật chọn tụ của các bạn ở đây. Đầu tiên là sẽ rút cho các bạn 3 lá Oracle để miêu tả người mang đến bất ngờ hay là tặng hoa cho các bạn trong ngày 8 tháng 3. Chúng mình có là Kim Ngưu, Hải Vương Tinh và Sử Nữ. Cái người này nhá, trước hết là mình thấy có ngoại hình đẹp. Ngoại hình khá là đẹp, và có cái chút gì đó ngây thơ, có chút ngây thơ đến từ người này. Cái người này ấy, thì mình thấy đẹp về phần cơ thể nhiều hơn là về mặt. Có thể dáng của họ cao, cao to đen hôi đấy. Nhưng mà về tình trường thì tương đối ngây thơ. Người này ý, thì hơi mơ mộng một chút, hay bay bổng một chút. Trong lúc tình cảm thì hơi bị theo chủ nghĩa lý tưởng, hơi bị chân không chạm đất. Nên là nếu mà bạn yêu người này, hai người cùng bay bổng như nhau thì khi yêu rất là vui. Nhưng khi tính đến chuyện lâu dài, dự kết hôn hay là đến khi mà bắt đầu ra trường đi làm thì lại hơi mệt mỏi đấy. Trừ khi cả hai đều có hoàn cảnh gia đình tốt thì không vấn đề gì. Vậy rồi, có gì nữa không ta? Ngây thơ, nhưng mình nghĩ là ngây thơ hơn bạn. Maybe kém tuổi hơn. Mình thấy người này thiên về cao hơn là lùn. Cao, cao ráo. Ok. Thấy vậy đã. Giờ đến rốt cuộc là chuyện gì với người này? Người này đem đến bất ngờ gì cho bạn? Tặng hoa, tặng quà, bất ngờ gì tốt hay xấu? Mặt trời. Chín kiếm. Bảy kiếm. Hiệp sĩ gậy và tám ly. Mình thấy là cái người này có thể bạn và họ trong quá khứ đã có một số chuyện không được hay ho xảy đến đối với hai bạn. Đấy, có thể là đã từng cãi nhau, hay là đây có thể là người yêu cũ của bạn hoặc là crush cũ. Họ cũng thích bạn nhưng mà vì họ ngây thơ mà, nên là họ cư xử không đúng, nên là mình thấy là cái ấn tượng trong quá khứ về nhau không được tốt. Nhưng mà mình thấy có sự quay lại, có sự xin lỗi, và có thể cái bó hoa hay món quà họ tặng bạn nhân dịp này là lời xin lỗi và để làm lành, nối lại mối quan hệ. Đấy, cái người này thì bản chất không phải là người xấu, nhưng mà cái người này mình cảm giác là dù họ có lớn tuổi đến đâu đi nữa, có thể trong công việc họ rất là giỏi, nhưng mà trong chuyện tình cảm họ cứ lơ ngơ như là trẻ mới lớn ấy. Họ không biết, họ thật sự không biết là trong tình yêu họ phải nói gì hay làm như thế nào. Họ thật sự ngây thơ trong cái chuyện đó. Chuyện đó à? Yeah, cả chuyện đó nữa. Ok, thì mùng 8 tháng 3, cái người mà đem đến bất ngờ có thể là tặng hoa cho bạn hoặc tặng quà cho bạn sẽ là người như thế. Và mối quan hệ người này với người này là trong quá khứ hai người đã từng chửi nhau, cãi nhau, nói chung là không tốt. Nhưng giờ họ chủ động tiếp cận xin lỗi bạn trước. Có thể không phải vào đúng ngày mùng 8 tháng 3, nhưng mà trong cái dịp mùng 7 tháng 3, mùng 9 tháng 3 đấy, trong cái dịp này họ có sự quay lại xin lỗi bạn. Và sau khi xin lỗi thì mình thấy là mọi thứ sẽ rõ ràng hơn, là tại sao ngày xưa tao lại nói mày như thế, ngày xưa tao lại làm như thế, cư xử như thế. Họ có xin lỗi và mối quan hệ tốt đẹp trở lại. Ok, rồi thì đấy là trả lời các bạn tụ một, rất là thú vị đúng không? Không biết đây là ai, không biết đây là bạn bè, người yêu hay là crush. Mình không có nói cụ thể ngay từ đầu đây là ai, mà chỉ biết là một người thôi.
cao ráo đẹp, nhưng mà đẹp về hình thể hơn là đẹp về mặt. Rồi, ok, chúng mình sẽ dừng tụng 1 ở đây. Thông điệp cũng đã nói xong rồi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và lắng nghe. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ. Và đừng quên ủng hộ kênh Tự Học Tarot cùng Thu Anh. Bye bye. Xin chào các bạn tụ 2. Các bạn là những người chọn vòng tay ngọc bích đỏ. Và mình sẽ để đồ vật chọn tụ các bạn ở đây. Rồi, với trải bài này, ai tặng hoa cho các bạn vào ngày 8 tháng 3, hoặc là bất ngờ nào xảy đến vào ngày 8 tháng 3. Đầu tiên là rút 3 lá chiêm tinh để miêu tả người này nhé. Song tử, nhân mã, à đâu, thần, à, thần đâu, à, thủy tinh và bảo bình. À hả, cái người này nhá là người rất giao tiếp rất nhiều, nói rất nhiều, viết rất nhiều, nói chung là giao tiếp rất trôi chảy, và là người có thể là sẽ cái khả năng tư duy của họ vượt bậc hơn những người khác, hoặc là họ thông minh hơn người khác, hoặc là họ hài hước hơn người khác. Nói chung được thể hiện rất rõ ràng qua cách họ nói, họ viết, qua giao tiếp hàng ngày là bạn, à, người này thông minh, người này có đầu óc nhá. Rồi, IQ cao. Những người này người có IQ cao cả. Song tử lẫn bảo bình đều là những cung khí, đều là cung khí, cung của giao tiếp, của tư duy. Thiên bình cũng thế, thiên bình cũng là cung của giao tiếp. À, giao tiếp của song tử thì theo cái kiểu kênh 14 ấy. Còn giao tiếp của bảo bình là giao tiếp theo kiểu nói về kinh tế, chính trị, biến đổi khí hậu. Còn giao tiếp của thiên bình là giao tiếp tương tác giữa những người gần gũi, các mối quan hệ gần gũi thân thiết, nói viết thư tình nhá, yeah, viết thư tình, năng lượng của thiên bình. Rồi, và thủy tinh là hành tinh đại diện cho cái tư duy logic của một người. Thế nên ấy, trong lá số mà bạn nào có thủy tinh không tốt, nói chung là cuộc sống khá là vất vả. Tuy sẽ không gặp tai nạn lớn, nhưng mà bởi vì thủy tinh của bạn không tốt, tức là giao tiếp và khả năng tư duy không tốt, bạn gặp người nào có khả năng ăn nói viết lách không tốt thì thế nào trong cuộc sống của họ cũng rất lận đận. Đa phần trường hợp mình gặp là như vậy, bởi vì giao tiếp và tư duy nó đều được cai quản bởi thủy tinh. Đó, trên quan điểm của chiêm tinh, ví dụ ăn nói lắp bắp này, hay là nói những điều mà người khác cảm thấy khó nghe này, người khác, mà khi mà bạn ăn nói không tốt thì người khác sẽ không quý bạn, không thích bạn, họ sẽ không trao cho bạn cơ hội. Khi tư duy của bạn không tốt thì bạn sẽ ra quyết định bằng cảm tính, thay vì bạn đi rẽ trái thì bạn lại rẽ phải, mà rẽ phải thì xuống vực đấy. Thế nên là thủy tinh là một hành tinh khá là quan trọng trong cuộc sống hàng ngày và trong sự nghiệp. Rồi, ok. Nhưng mà cái người này là một người thông minh, có đầu óc, IQ cao. Và họ làm gì bạn trong ngày 8 tháng 3? Rút 5 lá bài. Họ làm gì đây? Họ có 6 kiếm, 10 gậy, wow. Cậu bé Su, người treo và một ly. Rồi, mình thấy là người này á, cái phần người này là một khá là lý tính. Cái phần suy nghĩ của họ áp đảo phần cảm xúc, nên là có thể họ làm cái gì họ cũng thiên về suy nghĩ, đầu óc nhiều hơn là cảm xúc. Nhưng mà họ có cảm tình và họ có yêu quý bạn, nhưng mà có thể cái tình cảm này, hoặc là họ không nhận ra. Cái người này làm việc mọi thứ bằng đầu chứ không phải bằng trái tim. Họ không nhận ra, hoặc là họ nhận ra nhưng họ tìm cách che giấu. Bởi vì đối với họ thì chuyện yêu đương, tình cảm, tất cả những thứ liên quan đến cảm xúc đều là những thứ dễ bị tổn thương. Và họ, đây có thể là kiểu người IQ cao như EQ thấp ha. Và họ cần phải che giấu cái phần dễ bị tổn thương đấy của họ.
Đấy. Nên mình thấy ở đây là có thể trong thời gian trước bốn cái lá này nên đều nói về cái sự mâu thuẫn trong lòng họ này. Họ muốn tỏ tình với bạn, muốn đến với bạn nhưng mà cứ cái kiểu đấu tranh nội tâm. Và nếu mà bạn là một người IQ cao, bạn nghe cái tâm sự của họ thì bạn sẽ kiểu ô mày bị dở hơi à, tại sao chỉ vì cái chuyện đó mà mày lại đau đầu, tại sao mày lại phân vân lưỡng lự chỉ vì cái chuyện chả ra đâu vào đâu. Đấy, có thể với họ một cái chuyện rất vớ vẩn như là nhỡ tỏ tình với bạn mất tình bạn thì sao, rồi không biết phải bắt đầu từ đâu, mỗi lần nhìn thấy bạn là tim đập thình thịch và không biết phải làm gì, thế là tự họ chọn cách lạnh lùng với bạn. Đấy, cái kiểu người này là như thế. Vì họ cũng muốn giữ một cái hình ảnh tự tin trong mắt người khác, chứ họ không muốn cho người khác thấy cái mặt dễ bị tổn thương của họ. Nhưng họ vẫn có cái mặt đấy. Và mình nghĩ mùng 8 tháng 3 này họ sẽ lộ ra một chút cho bạn thấy ta cũng biết yêu đấy nhá, ta cũng dễ bị tổn thương đấy nhá. Đấy, kiểu thế. Ok, thì đấy là tin vui cho các bạn tụ 2. Ok, nhưng mà với cái người này nhá thì cần rất 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 nhiều thời gian. Họ chủ động đã là bước tiến lớn rồi, nhưng mà để thân mật hơn, thân thiết gần gũi hơn thì cần rất nhiều thời gian và sự kiên nhẫn từ bạn nữa. Họ sẽ chủ động nhưng mà hãy chờ họ. Ok. Ok, rồi, thì đấy là trả bài các bạn tụ 2. Thông điệp cũng đã nói xong rồi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và lắng nghe. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ và đừng quên ủng hộ kênh Tự Học Tarot cùng Thu Anh. Bye. Hello các bạn tụ 3, cũng là tụ cuối cùng của ngày hôm nay. Các bạn là những người chọn vòng tay Thánh Anh Sinh là Aventurine và mình sẽ để đồ vật chọn tụ các bạn ở đây. Với trải bài này, ai sẽ tặng hoa cho bạn ngày 8 tháng 3 hoặc là ai sẽ đem đến cho bạn điều bất ngờ trong ngày 8 tháng 3? Xem nào. Đầu tiên là rút 3 lá chiêm tinh để xem ai nhá. Ai? Các bạn có thổ tinh ha. Ok. Mộc tinh. Thần nông. Cái người mà sẽ tặng hoa tặng quà cho bạn trong ngày 8 tháng 3 ấy, mình có một cái cảm giác cái người này có thể là bố mẹ của bạn, ông bà bạn, thầy cô của bạn. Nói chung là một người mà không phải là theo mối quan hệ yêu đương. Giống kiểu bạn kính trọng, bạn tôn trọng, bạn yêu quý, nhưng mà yêu quý theo kiểu người nhà, thầy cô, sếp nha. Có cái sự tôn trọng lẫn nhau ở đây. Đấy, thì họ đem đến cho bạn món quà hay là tặng hoa, bố tặng hoa con gái, anh trai lớn tặng hoa em. Đấy, nếu không á, nếu không phải như thế thì cái người mà theo kiểu mối quan hệ yêu đương là một người rất là lớn tuổi, khá là lớn tuổi, hoặc là có thể bạn ở trong một mối quan hệ cách biệt tuổi tác lớn, bạn 20 hoặc 30, thậm chí là 35-40. Đấy, cái kiểu lớn hơn hẳn luôn ấy. Bởi vì họ không chỉ là già hơn bạn mà cái kiến thức và độ thông thái của họ hơn bạn rất là nhiều. Ok. Nên nếu nói về tính cách thì người này mang năng lượng của thần nông nhiều. Cũng là một cái người mà có hiểu biết sâu sắc về cuộc sống. Hiểu biết sâu sắc về cuộc sống. Cả thần nông và là cả mộc tinh đều cho mình thấy người này một người rất sâu sắc, rất là deep. Cộng thêm thổ tinh nó về già cả, già khú nữa. Mình liên tưởng ngay đến cha mẹ, đến ông bà, đến sếp, đến giáo viên. Những người hơn bạn nhiều tuổi, kinh nghiệm sống rồi, kinh nghiệm cho tất cả mọi thứ đều hơn bạn. Hoặc là nếu mà bạn có mentor, người hướng dẫn, thì người này sẽ tặng hoa, tặng quà cho bạn trong ngày 8 tháng 3. Rồi, cụ thể tình huống như thế nào? Bạn có 3 gậy. Đây, 3 gậy ha. Bạn có 10 kiếm. 8 gậy. Ngày phán xét.
và 5 gậy. Ok, nói chung thì bạn với người này á thì là mối quan hệ mà mình thấy có thể nói là sẽ theo nhau cả đời, sẽ ở bên cạnh nhau cả đời. Mối quan hệ khá là duyên phận rồi. Đó, nếu mà là cha mẹ của mình thì chắc chắn là bạn theo cả đời rồi. Mối quan hệ duyên phận. Tuy nhiên là cái mối quan hệ này khá là thất thường ha. Không phải lúc nào cũng vui vẻ, không phải lúc nào cũng tràn đầy năng lượng mà chỉ trích nhiều, cãi nhau nhiều, mâu thuẫn nhiều. Có bất đồng quan điểm cũng có hết. Đấy có. Nhưng mà mâu thuẫn như thế, chửi nhau như thế, chỉ trích như thế nhưng xong vẫn ở cạnh nhau, vẫn yêu thương nhau. Mùng 8 tháng 3 vẫn tặng hoa tặng quà cho nhau. Đó. Đến trải bài tarot thì mình vẫn không thấy là có khía cạnh tình cảm nhiều cho tụ bài này. Đấy, và nó là theo cái kiểu tình thân, người họ coi bạn là người trong nhà, bạn coi họ là người nhà, thế nên với kiểu anh em cãi nhau, cha mẹ con cái cãi nhau, nhưng mà có phải là chỉ vì cái cãi nhau đấy mà bạn từng lập gia đình không? Không. Đấy, dù cãi nhau như thế nào thì cái gắn kết cha mẹ con cái gắn kết máu mủ đó nó sẽ luôn ở đấy, nó sẽ không bao giờ mất đi được. Còn bạn yêu một cái người, yêu người ngoài không hợp thì chia tay, khi block nhau chả giờ gặp lại vì vốn dĩ ngay từ đầu hai người đã chả có gắn kết gì rồi. Còn mình thấy là có một cái sự gắn kết cả đời ở đây, là dù có cãi nhau, dù xung đột thì lại tìm về với nhau. Và thật ra những cái cãi cọ này có lúc to, có lúc nhỏ, có to có nhỏ, đủ hết luôn á. Nhưng mà đi xa rồi lại về, đi xa rồi lại gặp lại. Hai lá của việc đi xa rồi lại gặp lại. Ơi, tóm lại là trong ngày 8 tháng 3 bạn sẽ nhận được hoa từ ông bà cha mẹ, anh chị lớn của mình, hoặc là từ sếp, từ giáo viên. Đấy, và mối quan hệ với người này không phải lúc nào cũng suôn sẻ thuận lợi, nhưng bạn rất là kính trọng họ vì tuổi tác của họ, vì cái vị trí của họ trong cuộc sống, vì sự khôn ngoan, kiến thức, kinh nghiệm sống của họ. Ok, rồi thì đây là trả bài các bạn tụ ba. Mình xin phép được dừng trả bài ở đây, thông điệp cũng đã nói xong rồi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và lắng nghe. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ và đừng quên ủng hộ kênh Tự Học Tarot cùng Thu Anh. Bye bye.